Cuối cùng thì hàng mì tương đen và thịt sốt chua ngọt chính chủ người Hàn chân ái nhất lòng mình cũng mở cơ sở 2 ở ngay khu ngoại giao đoàn rồi nè. Ui, hóng tin nhà hàng mở cơ sở 2 phải từ 4-5 tháng trước rồi ý. Cơ sở mới này nằm ngay mặt đường chứ không hiểm hóc như cơ sở 1 ở Gangnam. Nằm gần đại sứ quán Hàn Quốc, từ Lotte Mall Tây Hồ qua đây cũng gần luôn. Menu có combo và món lẻ. Đi đông kiểu gia đình thì mọi người có thể gọi các món lẻ để ăn chung nha, vì món gì ở đây cũng to khổng lồ, lượng siêu nhiều và đẫm. Như phần mì tương đen hay mì udon này hai người ăn chung thoải mái luôn, tính ra là không đắt đâu. Bữa nay nhà mình gọi một mì tương đen này, một mì udon, một heo sốt chua ngọt, một gà xào tỏi ớt, một tôm sốt kem mix sốt tỏi ớt và một súp rong biển hết 2 triệu nhưng mà phải 6 đến 7 người ăn. Nên là chỉ tầm 300 cành một người no căng các món Hàn chất lượng rồi. Mê nhất vẫn là combo mì tương đen với thịt heo chua ngọt. Ui, sợi mì tươi ăn rất là ngon, mềm dai đẫm sốt tương đen bùi bùi hơi ngọt nhẹ, ăn không bị ngái tí nào, rất là giống vị mình từng ăn bên Hàn luôn. Heo sốt chua ngọt mọi người có thể ăn kiểu đổ sốt vào thịt hoặc ăn miếng nào chấm miếng ấy sẽ giòn lâu hơn. Cứ một miếng thịt heo cùng một miếng mì là tì tì không trượt miếng nào. Mì udon kiểu Hàn thì lại hơi khác mì udon Nhật mình thường ăn, nước kiểu thanh ngọt và rất đậm vị hải sản. Tôm chiên to béo ú, giòn ngọt cùng sốt đậm đà ăn rõ là cuốn. Sốt kem này ngon nhưng mà đặc nên là khá nhanh ngán đấy. Gà xào tỏi ớt thì dành cho ai thích ăn cay nhá, vì mình thấy cay lắm ý. Súp rong biển vị lạ miệng, hình như là nấu từ rong biển tươi. Không gian nhà hàng đẹp, rộng rãi và thoáng, có thang máy nữa nè. Nhà hàng mì Hàn Quốc Cha Cơm Sang, địa chỉ LKC03 dự án khu nhà A1TT1 Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm. Địa chỉ nghe hơi khó tìm chứ nằm ngay đoạn vòng xoay ngã tư Xuân Tảo, Hoàng Minh Thảo. Hoặc mọi người tìm định vị nhà sách Bảo Anh thì nhà hàng mì Hàn Quốc này nằm ngay bên cạnh luôn nè.